Hello anh em. Hello. Hello anh em. Lại ngựa à, toàn là những thanh niên quen thuộc được không ạ? Mà là Nguyễn Tình nhá. Cảm ơn anh em Minh, cảm ơn anh em V, cảm ơn anh em Cua, cái lô anh em nhá. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mới tên là Bloody Halloween được không ạ? Cảm ơn anh em Tử Khuyết. Thì trước kia là anh em mình đã chơi một con game tên là Bloody Woman này được không nhỉ? Người đàn bà đẫm máu được không? Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game là Halloween đẫm máu anh em nhá. Cảm ơn anh em Quan Quân, cảm ơn anh em Bèo Báo. Ok, vô được chưa. Anh em nào mà chưa xem Bloody Woman thì nhớ lên du fan tube xem nhá. Ờ, còn đây là Bloody Halloween được không ạ? Cùng là game kinh dị tâm lý cả, thấy không? Ừ, em Phúc nhá. Vào được chưa? Cảm ơn anh em ngoan đặng. Vào kia được chưa anh em ơi? Lẹ đây, tốc độ đây. Cảm ơn Nguyễn Tình, cảm ơn Xuân Đào nhá. Lô được chưa, được chưa? Chưa đông đủ, chưa vào. Nổi nhá, vô nhá. Vô nhá. Start game nhá. Anh em nào mà tới sau tí nữa là nói cho anh em tới trước cái tên game nhá. Mới vô ai gọi đây, ai gọi đây? Hello. Who is this? À, who is it? Maya. Ai đây? Ai vậy? Ai gọi vậy? Chép là tôi. Chép đây. Có vẻ như bạn chưa tới cái buổi cắm trại hàng giờ. Chúng tôi đã hẹn bạn trước cả tiếng rồi. Oh shit. Xin lỗi chép, tôi lại ngủ quên mất. À, tôi biết ngay mà. Todd đã nói với tôi điều đấy. À, hãy đưa tôi 20 bước được không ạ? 20 đô đấy, 20 đô. Kiểu như tôi đã thắng được cái sự cá cược. À, vậy là Todd đã kiểu như là cá cược với chép rằng là nếu như mà Maya ngủ quên được không ạ thì sẽ đưa cho Todd là 20 đô vậy cả đài. Các cậu cá cược về việc tớ ngủ quên à? Bình tĩnh đi, bạn sẽ được chia 50%. À, dù sao thì tớ cũng biết cái chuyện này xảy ra, cho nên là tớ đã nói Tyler là kiểu như là một tiếng trước sẽ đón cậu vào ở chỗ mà trạm xe buýt. Ok, gần nhà cậu đấy. À, được rồi, cảm ơn chép. Tớ sẽ thu dọn hành lý và đợi Tyler ngay đây. Ok nhá. Vậy là chúng ta vào vai là ok, con chém hậu nhá. Hello anh, chúc anh buổi tối vui vẻ nhé. 5 lít. Được không ạ? Đây, mới phá. Ủa mẹ, game đéo tối thế. Cho sáng tí đi. Sáng chưa anh em ơi? Này sáng chưa? Ui dồi mẹ, sáng quá. 50 thôi. Rồi, này được chưa? À quên, tôi tắt cái này chưa nhỉ? Được chưa anh em ơi? Này sáng được chưa hay là tôi tăng nữa? Được chưa? Cảm ơn Thư nhá. Hello, cái gì mà hello? Mấy ngày nay ngứa tay cô donate the C cho A. Này donate bù mặt cười. Cảm ơn Thư nhá. Chúc A buổi tối live Vivi à. Ok, chúc Thư xem live stream vui vẻ à. Được chưa? Sáng chưa? Ui đùi.
hôm nay chưa đây. Em mới vô live mà sao hôm nay A live trễ thế? Anh full lần ăn rồi, tôi đi hẻ nha. Mỗi lần mà tôi live gần livestream là tôi buồn anh em nhá. Cứ phải làm cho coi đã cái đã cho nó sảng khoái rồi anh em mình mới livestream được. Đúng không ạ? Ok em nhá. Cảm ơn Chiếm Hậu nhá. Cảm ơn anh em full lần ăn rồi. Cảm ơn anh em Thư nhá. Chiến quá. Hôm nay là hội chị em à? Ác thật đấy. Vậy là chúng ta vào vai của một người tên là Maya. Anh em nhá, Maya. Cảm ơn anh em Văn Thuật Đỗ. Anh em người to rồi. Like hồi nào đấy? Cảm ơn Thanh Phương. Đây, bây giờ đây, chứ là hồi nào anh em? Chúng ta vào vai một bạn nữ tên là Maya. Anh em nhá, chúng ta sẽ đi cắm trại anh em nhá. Cắm trại. Ôi ôi, sáng quá nhỉ. Đường xá sáng thế này sợ gì được. Thế lù A2E thi hai môn lận làm sao để học thuộc được vậy a? Thức trắng đêm. Cảm ơn tớ là Banda D nhá. Thức trắng đêm. Dễ mà anh em. Trời, thức trắng đêm mà thuộc được luôn. Cảm ơn Thanh Phương. Cảm ơn Ray, cảm ơn Miu Linh. Anh Hà BD. Cảm ơn Thanh Phương nhá. Đây, chạm xe buýt đây phải không? Đây. Tyler nói với tôi là tới đây để tôi đón, được không ạ? Đấy. Đợi Tyler gái. Hả? Cái gì đây? Tờ báo à? Cảnh sát đang tìm kiếm điều tra về vụ án mất tích của ba người phụ nữ vào 7 ngày trước. Ba người phụ nữ được cho rằng là ở độ tuổi 20 và 24 đã bị mất tích vào tuần trước. Những người dân đã chứng kiến ở khu vực đấy đã chứng kiến vào kiểu như là từng người biến mất lần lượt, và anh ta báo cáo rằng là có một kẻ lạ nào đấy hay đi lảng vảng xung quanh một cái nhà của nạn nhân. Tuy nhiên rằng là vì cái đèn ở đây nó quá tối cho nên là anh ta không thể nhìn thấy vào mặt của hung thủ được. Ai ra và thành phố đã phát kiểu như là một cái báo cáo về việc người dân không nên đi ra đường vào buổi tối, nhớ đóng kín cửa. Toàn rồi. Game kinh dị hả anh? Cảm ơn Thành Phố nhá. Kinh dị. Ai đổ vỡ bên. Damn, that's what the scam man. Ông làm tôi sợ ấy. Tại sao cô lại đi một mình vào buổi đêm thế này? Cái trạm xe buýt sẽ không hoạt động trễ thế này đâu. Ông cút khỏi mặt tôi ngay cả tức ấy chưa. Ai da, get out of my face. Được không ạ? Hình như là không ai dạy cho cô biết cách để có thể nói chuyện với người khác thì phải. Cô cũng đang đợi ai à? Không ở chỗ của ông nhá. Tôi đợi ai kể tôi, được không ạ? Tôi cũng đang đợi một cô gái đấy. Một vài giây nữa thôi mà tôi nghĩ là tôi tìm được cô ấy rồi. Ôi toang rồi. Ôi toang ra đây. Ông nó đang nói gì vậy hả? Tôi rất thích đi bộ vào buổi tối, nó vô cùng yên tĩnh và thành phố kiểu như là thay đổi một cách hoàn hảo. Này, ông bị điên à? Hả? What the hell, tôi tưởng ông không mặc quần. Nhìn. Tyler ơi, đâu rồi? Tới đón nhanh lên Tyler ơi. Đi đi ông nội, đi ông giáo nhá. Cảm ơn em đang ẻ, các bạn anh em hát. Cậu à. Hai chấm gạch chéo. Kiểu gì tí nữa tôi cũng bị thanh niên này bắt trong xe tải, rồi sau đó đi vào trong một cái nhà kho. Khả năng lắm. Tôi thấy khả năng lắm. Đấy, cứ đi vòng vòng thôi. Bảo đi dạo mà cứ đi lòng vòng cho này thôi. Đúng không mèo nhá. Đoạn rồi. Tao không đi được nha bạn, tao không đi được. Không thể đọc cuốn cái tờ báo này khi có thanh niên này cứ đi bên cạnh. Ôi xổi, cứ đi. Ê. Wow, yo. No. No, đây giữa đường giữa sáng anh ơi. Giữa đường giữa sáng anh ơi.
Ê hả? Đi rồi. Mày Tyler tới. Ui hên quá, Tyler tới. Bạn tôi tới rồi. Mém mày xiên. Làm em mưu nhá. Ui đến chậm thế bạn ơi. Mém nó toàn. Này chào Maya. Gã đó là ai vậy? Tôi không biết, nhưng mà hắn khiến tôi sợ quá. Ừ, có xung quanh đấy nó có như rất nhiều người lạ đấy, cẩn thận nhé. Thôi nào lên đi. Ui dồi, hên cảm ơn này, Enat. Ui dồi, mày có Tyler. Ờ, à, chúng ta tới rồi. Lại một năm nữa cùng nhau. Vậy kế hoạch chúng ta là gì đây? À, chúng ta sẽ trang trí cái nơi này thành cái bữa tiệc Halloween. Và sau đấy là chúng ta sẽ tổ chức một cái con game vào ngày mai. Nhưng đừng lo lắng, chúng ta có rất nhiều thời gian cơ mà. Hãy để cái hành lý của cậu ở trong cái cabin đi. Ở chỗ cái tớ đi vào trong cái chỗ mà để ăn đây. Ủa hên đấy nhỉ. Hên không? Tại lâu tôi kịp tôi không tồi toạc. Anh em nghe tiếng gió nó tôi to quá không anh em ơi? Ở tại tôi hình như tôi nghe tiếng gió nó hơi to rồi phải. Cho to nữa đi. Ôi mẹ vẫn to. Cái ui đây là gì nhỉ? Ôi không phải tiếng gió à? Làm sao để tắt tiếng gió bây giờ? Cảm ơn Thanh Phương nhá. Mặt ông Tyler tà dâm hơn cái ông hồi nãy thế. Ở đây này, đây này. Cho những bé thôi nhá, tiếng gió bé thôi. Rồi, cái này chứ. Đi đâu ấy nhỉ, đi đâu cất hành lý ấy nhỉ? Đâu Tyler mặt hiền lành vậy, anh em bảo mặt bên thái không? Ông nãy mặc bên thái hơn chứ. Không phải cabin à? À vậy à? Ủa game này cũng ngang ngửa với 616 anh em nhá. Ừ chắc hàng xóm của nhà sản xuất 616. Cảm ơn anh em Knowledge. Chắc là anh em nghĩ đây là game của 616 đúng không? Sai. Được không ạ? Đây là một nhà sản xuất khác anh em nhá. Hàng xóm của 616. Ơ ừ. Đi 4 căn nhà không phải là cabin. Cabin chỗ nào? Ôi dồi. Cú kêu. Ủa? Tôi chưa đổi thân đồ à? À chết, tôi chưa đổi thumbnail à? À tôi đổi thumbnail quá anh em. Ờ, tôi chưa đổi thumbnail. Trên Zoom vẫn tu. This not my cabin rồi, ok, đây không phải cabin rồi. Con nào ấy nhỉ? À đây à? Ây dạ. Ôi chà. Phòng đẹp phê đấy chứ. Uầy, tôi nghĩ là game này là đồ họa đẹp hơn 666 nha. Đồ họa đẹp hơn nha. Ui dồi. Đây. Đây, chúng ta để ba lô ở đây. Đó, đi gặp mọi người thôi. Đi gặp mọi người cắm trại thôi. Ôi dồi ôi. Mọi người đâu ấy nhỉ? Nghe bảo chỗ nhà ăn. Phòng ai đây? Ôi dồi. Tối thế. Phòng ai đây nhỉ? Chắc là phòng bạn thôi. Đẹp đấy, tôi thấy nó đẹp đấy. Âm thanh đồ là chuẩn, được không ạ? Mượt mà không một vết xước. Ôi đây rồi. Ôi dồi ôi, nhảy. Giọng nói bị trễ anh ơi à? Anh em xác nhận hộ tôi cái mặt tôi với cái giọng này nó chung một khung hình không anh em? Cảm ơn anh em Hattori nhé. Cảm ơn anh Huỳnh Thiên. Alo. Bình thường đi. Yêu. Có ông xem hình đi trước giọng đi sau rồi đến đổi điện thoại nhá. Yeah. Ui dồi nhảy anh tót anh nhảy. Anh tót là nãy gọi điện cho mình đây. Ui dồi nhảy. Này Maya nhảy chút đi. Ui ai đấy? Ui dồi em nào đấy? Ui dồi ôi.
Em Bét à? Em Bét à, quên, mình là con nữ mà quên. À mình là nữ à. Chào em Bét nhá. Ui dồi, quả đầu. Quả đầu của em Bét chiến đi. Maya, cuối cùng cậu cũng đã tới. Nào, tới sẽ cho cậu xem thứ này. Xem gì đây? Này, cảm ơn đeo nhá. Hôm nay là game giết người hay là bị giết vậy ông mụ mụ? Cảm ơn đeo nha, tí biết anh em nha, tôi cũng chả biết. Ồ, Bét đúng không ạ? Ôi xôi, tên Bét là đúng rồi em ạ nhá. Quả đầu chiến ấy. Đây là nữ. Anh em nhá, nữ ở trong kia. Toàn nam thôi. Chỉ có tôi và Bét là nữ thôi anh em nha. Đấy. Nhanh đi em, phòng đi, mở cửa để cho anh em mở cửa cho. Đấy. Anh chạy. Em phòng à? Ở bên kia. Em ở bên còi nha. Nhảy bất chấp cả tính mạng nó chiến vậy con gì. Ôi, gì đấy. Có chuyện riêng hả em? Đưa cái gì đưa nhanh lên. Cuộc sống của cậu ở thành phố mới như thế nào rồi? À, đã được cái công việc của cậu mong muốn chưa? À đến đây để hỏi thăm bạn. Nghe là kiểu hai bạn nữ nói chuyện với nhau đấy. Cuộc sống của tớ thì công việc của tớ thì cũng khá là vớ vẩn. Đâu ạ. Cũng giống như là công việc hiện tại của tớ bây giờ thôi. Đôi lúc thì tôi nghĩ là tôi không muốn ở cái thị trấn đó nữa. Và tôi muốn quay về làm cùng với bố mẹ của tôi. Ở một công việc kinh doanh nào đấy. Maya mà làm việc với bố mẹ không thể nào. Cậu là một đứa nổi loạn và vô cùng thông minh. Thông minh hơn tất cả những người trong bọn tớ. Cậu sẽ cố gắng lên. Tôi nghĩ là cậu sẽ gì? Sẽ tìm được thứ mà cậu mong muốn thôi. À vậy à? Tớ cũng nghĩ vậy đấy. Tớ chắc. What? Cậu nghĩ nó thế nào? Nó đưa cái gì cho tôi vậy? À? Cái gì đây anh em? À, cọc xe với cái gì? Đưa gì tôi đây? Wow, thì ra là cái thứ này là cậu muốn đưa tôi xem à? Phải, tớ sẽ mặc nó vào tối nay. Úi dồi ôi, mẹ Bét mặc cái này vào tối nay nhá. Được nhá Bét nhá. Ai sẽ là người may mắn vậy? Chép. À? À, là Chép là bạn của Tốt à? Cậu hẹn hò với Chép à? Nói nhỏ thôi, mọi người sẽ biết mất. Kiểu như tớ không muốn cho chúng kiểu như là chúng tôi sẽ là thành trò cười vào tối nay đâu. Wow. Bây giờ thì sao? Thì sao nữa? Khi nào cậu quay khi nào đây? Không lâu, chỉ mới một tuần đấy thôi. Anh ta một người khá ngu ngốc, hài hước, nhưng mà anh ta rất là lãng mạn. À vậy à. Thôi, chúng ta đi đốt lửa trại thôi. Rồi kể những câu chuyện kinh dị nhỉ? Tớ sẽ đoán vậy, ok. Let's go. Tôi sẽ muốn nhìn mặt thằng Chép như thế nào anh em nha. Ôi rồi, nhanh đi. Nói xong ra thấy đốt lửa rồi. Tuyệt vời nhỉ, trong khu này cũng an toàn phép chứ. Tại sao bên nước ngoài người ta hay ăn mấy cái này nhỉ? Để tôi để ý đây. Anh em này, ăn mấy cái cục mà trên cái que đấy anh em. Cục kẹo dẻo đấy. Được rồi, mọi người đã ở đây. Tôi chắc chắn rằng tất cả đang nghe về một câu chuyện. Một người đàn ông đã cắm trại ở đây 20 năm trước. Và anh ta đã kết thúc cuộc đời của mình. Anh ta tên là Derek. Và tất cả những điều này xảy ra là một trò đùa của một đám bạn vào đêm hôm đấy. Cũng xảy ra một cái cuộc bữa tiệc Halloween. Và mọi người nghĩ rằng là sẽ vui. Cảm ơn Nguyễn Kiều Anh nhé. Lần đầu donate BS mới biết cách donate lần mò mãi mặt cười. Ôi, cảm ơn kia chị em Kiều Anh. Mọi người nghĩ rằng là sẽ vui khi mà chọc kiểu như là chôn Derek. Để khiến cho anh ta sợ hãi. Bằng cách là kể một câu chuyện kinh dị
như chúng ta bây giờ đây. Ôi dồi ôi Toàn. Và câu chuyện mang tên là Kẻ giết người bí ngô. Ây à, sát nhân bí ngô đấy. Hả? Sát nhân bí ngô ư? Đúng vậy, đó là một cái truyền thuyết khá là cũ rồi. Bà của tôi đã kể cho tôi nghe khi tôi còn nhỏ. Một vài năm trước, ở trong thị trấn có một người dân đã đốt cái mộ phù thủy. Khi mộ mụ ta vẫn còn sống, nhưng trước khi mụ ta chết, mộ phù thủy đấy đã quay trở lại vào một buổi giữa đêm, được không ạ? Vào ngày 31 tháng 10, linh hồn của mụ ta đã quay trở về để có thể trả thù người dân trong làng. Và mụ ta đã có một cái lời nguyền là sẽ mang quay trở lại một kẻ giết người không thể đau, không thể chết. Và đầu anh ta có hình trái bí ngô. Sau khi kể trong cái câu chuyện thì một trong những cái cô gái đã bắt đầu hét lên và chỉ tay vào cái cây nơi mà sát nhân bí ngô đang đứng ở đấy. Hắn ta cầm theo một cái rìu đầy máu ở Toàn. Mọi người bắt đầu la lên và chạy đi, nhưng kẻ sát nhân đấy chỉ duy nhất rượt đuổi Derek. Vâng, rượt đuổi Derek anh em nha. Người đã chạy vào trong cái cabin, sau đó anh ta đã tự khóa bản thân lại trong đấy. Mà một người ở trong đội cắm trại đã cắt cái cầu dao, và sau đấy mọi người bắt đầu đi lại xung quanh cái cabin mà Derek trốn thoát. Sau đấy là đạp cửa, ôi dồi ôi, đạp tường. Hãy để tôi yên, tôi không làm bất kỳ thứ gì cả, Derek hét lên trong sợ hãi ở trong cabin. Sau đấy một bọn người thấy anh ta đang khóc. Sau một vài giây thì bạn bè của Derek đã bắt đầu cười lên và nói đây chỉ là trôn Việt Nam thôi, cậu có thể ra ngoài rồi, đừng có lo, không có sát nhân nào cả đâu. À, nhưng Derek không trả lời và không mở cửa. Sau một hồi im lặng thì các người trong hội cắm trại đã vô cùng lo lắng, sau đấy đã bật điện trở lại và phá cửa kính để có thể đi vào trong cái cabin. Nhưng Derek đã chết. Người mà đã kiểu như là giả dạng thành sát nhân bí ngô đã để lại chiếc rìu ở trong cái cabin đấy. Vì quá sợ hãi ở trong bóng tối nên Derek đã trượt chân té vào cái lưỡi rìu của thanh niên kia, và sau đấy máu tuôn be bét, đầu lìa làm hai. Ôi dồi ôi, sau đấy thì ôi dồi, cái gì đấy này Tyler, không vui đâu, cậu sợ à? Ha 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 ha, chúng ta cần có công việc vào tối nay đấy, chúng ta vẫn chưa xong đâu, chúng ta cần phải trang trí cho cái hội Halloween chắc chắn rồi. Nghe có chuyện đái luôn anh em, mình tài huyết nhá. Vậy là thanh niên Derek là bị chôn nhưng không may chết thật anh em nhá. Mẹ khốn nạn. Thế mà nó kể trong cái hội trại như này, cái trường hợp tương tự này Toàn, tí nữa kiểu gì cũng tôi cũng sẽ có thằng bạn té vào trong cái rìu và sau đấy đỡ làm đôi. Cắm bình nha nhá. Anh nhớ e không? Hồi đó e donate anh 13k á anh. Đây là lần donate lần thứ hai mặt cười, 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 mặt cười. Rồi, sau cái mặt cười này thì bạn ấy sẽ không bao giờ donate được nữa. Mặt cười, mặt cười. Tạm biệt Bình nha. Mặt cười, mặt cười. Và thêm lời chúc, chúc anh buổi tối vui vẻ. Ok, chúc em buổi tối vui vẻ. Bây giờ xem ta khỏi donate em nhá. Ừ, từ đây trở đi không donate được nữa đâu. Cứ mặt cười là không donate được nữa nhá. Ừ. Được không ạ? Bây giờ làm gì nhỉ? Bây giờ là đi tìm những cái đầu bí ngô và nến, và sau đấy là ở gần cái bờ hồ. Ok. Đây là ai đây?
Tyler. Rất vui vì được gặp cậu trong cái buổi tiệc năm nay. À vậy à, Tyler. Chúng ta cần phải đi tìm bờ hồ nằm đâu ấy nhỉ? Tôi cần biết cái bờ hồ nằm đâu. Thằng này có chọc cái gì đây? Treo cái bí ngô à? Halloween đấy. Halloween. Cảm ơn anh em hình cái nơi nhá. Bờ hồ đâu ấy nhỉ? Nó bảo là gần cái cabin ở bờ hồ có một cái bí ngô để trang trí. Khiếp. Để con gái đi mình này. Đứa nào kìa? Ôi ơi, đứa nào? Ui dồi ôi, hai đứa này làm cái gì đây đây? Ôi. Mày làm gì ở đây? Hả? Tao bắt tại trận nha. Ây da. Hai cậu làm gì trong cabin vậy? Hả? Oh shit. Chúng ta bị bắt rồi. Chép đã nói. Bình tĩnh đi. Maya cũng biết chúng ta là một cặp đấy. Hả? Em nói với cô ta rồi à? Maya là một người bạn tốt cho nên là em đã nói. Nhưng mà em sẽ không nói gì cả đâu. Thôi nào chép. Bạn và tôi cần phải làm một thứ gì đó mà. À mà các cậu muốn làm gì đấy? Tớ và Jeff là kiểu như là muốn hỗ trợ trong việc mà kiểu như là trang trí cái Halloween. Chúng tớ cần lấy cái gì? Pinama là cái gì? Pinama là cậu có thể lấy nó chung tớ được không? Nó ở đâu ấy nhỉ? Ở trong cái kho ở đằng kia kìa. Ở cái khu vực gần cái khu vực cầm ấy. Cậu có nghĩa là ở chỗ kho cũ đó à? Ok. À có nghĩa là cái chỗ đấy là kiểu như là người ta bỏ hoang là do không có kinh phí được có thể làm cái xưởng ở đấy, anh em hiểu không? Chúng ta cần tới đấy để lấy cái Pinama. Cái Pinama thì hình như là cái bịch kẹo rồi phải. Ở trong cái mùa Halloween là có mấy cái bịch kẹo để treo lên đấy. Sau đấy là bịt mắt, sau đấy là cầm cây hút. Đúng không? Đúng nha. Anh em thư. Chô che. Bạn đó mặt cười nhiều quá nà. Chúng ta cứ cười tiếp thôi nà, hi hi. Anh thư nhá. Rồi anh em mình phải lấy cái Pinama. À không phải, tôi đi lấy cái gì ta? Cái bí ngô để trang trí cái đã. Quên nhiệm vụ. Đây. Rồi nến luôn. Bây giờ là ra cửa trước để trang trí. Tí lấy cái Pinama sau. Đúng rồi à mày à? Đây. Cái Pinama là cái để treo lên để vụt đấy anh em, để bịt mắt vụt. Sau đấy là kẹo rớt xuống. Đúng không ạ? Đây rồi. Cửa trước. Rồi. Đấy, trang trí Halloween được không ạ? Rồi. Mình cần một cái bật lửa. Mình sẽ hỏi Tyler. Ok, tôi sẽ hỏi Tyler là cái bật lửa nằm ở đâu. Ở Việt Nam thì tôi thấy là Halloween thì nó không gọi là to lắm, nhưng mà bên nước ngoài to anh em nhé. Rất to. Tyler nãy ngồi đâu ấy nhỉ? À đây. Hỏi Tyler có cái bật quẹt cậy. Khuấy cái gì mà khuấy nãy giờ chưa xong rồi Tyler? À Tyler, cái hộp quẹt đâu ấy nhỉ? À tao đã để lại cho nó cho Todd rồi. Cậu vào xong kiểm tra thử xem. À vậy à? Todd đằng này à? Hello Todd. Cậu có thấy cái hộp quẹt của Tyler không? Tớ cần để đốt cái bí ngô đấy. Tớ để nó trên bàn. Nhưng mà cậu làm xong thì cậu trả cho tớ nhé. Tớ cần lắm. Ok. Trên bàn à? À đây. Ok luôn. Ôi xời. Nãy còn thấy nhảy sập sình đây. Giờ tắt nhạc không ai nhảy nữa. Nãy là mấy người ấy nhỉ? Một này. Hai. Hình như là bốn người. Mình là năm. Đúng không?
Cảm ơn em bé chỉ biết. Rồi. À quên quên quên, ra kia đốt, ra kia đốt. Tối nữa là năm. Thất nhân nữa là 6. Ờ anh em quên đêm thất nhân rồi. Rồi, tôi đốt này cái. Rồi, xong rồi. Bây giờ là mình sẽ tìm đi tìm cái Pinama. Nhưng đầu tiên mình sẽ quay trở về để có thể trả lại cái hộp quẹt cho tốt cái đã. Cắm trại này cũng vui nhỉ. Từ trừ cái sát nhân ra tôi thấy không vui như này vui nhỉ. Lâu lâu đi cắm trại này quá đã luôn. Này đây của cậu đây, của quẹ đây. Cảm ơn cậu nhỉ. Ôi dồi ôi, mọc mãi nãy giờ chưa xong à. Có treo được không? Treo nãy giờ cái cục này còn chưa xong. Phải sáng mai treo xong. Cái đào Halloween. Bây giờ làm gì? À quên đi lấy cái workshop. Như là cái đường bên này phải. Cảm ơn anh em ăn nhá. Không cần nói cũng biết hai đứa kia đi cống hiến dân số cho thế giới rồi. Cảm ơn An. Ôi sao biết vậy? nó nhờ mình đi lấy cái đấy để nó làm gì anh em nhá. Làm gì thì tôi không biết. Khả năng đây nhà kho này. Cái workshop này. Workshop cũ. Cái xưởng đấy anh em. Còn là cái xưởng. Bên nào sáng đi trước. Phải không ạ? À. Ui, máy phát điện à? Ôi trời ơi, tối thế. Có đèn không? Quả nhạc làm tôi sợ hơn là cái con này xuất hiện đấy. Pinama. Được rồi, bây giờ là thời gian để chúng ta quay lại để treo lên. Ok. Cảm ơn Khánh nhá. Cảm ơn Kazu. Nó đi đà bù đùa mau đây anh. Tăng dân số đấy. Vân An nhá. Treo đâu đây? Nó bảo tôi phải treo lên. Không mở cửa được. Thằng này khuấy đi đâu rồi? Nó treo đâu vậy? Mày có hú hí trong này không? Hả? À không có. Cái này. He I miss vô. E oh, là pha mơ hoang khanh lần TAC bị ban. Sorry A vì ECSXBT rõ đạo luật bằng. Cảm ơn cái chuông vào nhá. Rút kinh nghiệm nhá. Cái chuông vào nhá. Pha hoang khanh nhá. Rút kinh nghiệm, Ai có lỗi lầm anh em hả? Không có trong đây à? Tưởng mấy đứa trong đây. Anh treo treo đấy, treo đấy. Ui xổi ôi, treo đấy. Rồi. Chúng ta sẽ quay trở về cái chỗ ăn uống để xem có ai. Xem có ai phụ hay không được không ạ? Có ai cần phụ tôi cái gì không? Ôi giời. Tót đâu? Sao mỗi ai đây? Ai ngồi đây? Ai đây Tót? Ui đây là Tót. À sao mặc áo của Taylor? Cảm ơn fan FC nhá. Này Maya, lấy một chút bia rồi chúng ta nhập cuộc thôi nào. Gọi đây là bữa tiệc à? Tyler đâu?
hình như là cậu ta kiếm cậu ở trong cái xưởng ấy, nhưng mà chắc là không thấy cậu ở đâu, cậu ta sẽ quay lại thôi. À, gì đây, có chuyện gì với đèn vậy? À, cậu có biết về nhiên liệu của cái máy phát điện không? Có chuyện gì? À, tớ mới bật cái máy phát điện ở chiều nay, nhưng tớ quên kiểm tra cái nhiên liệu bên trong rồi. Ủ toàn tuyệt. À, bây giờ chúng ta làm gì đây? À, một người đó phải tới cái chỗ máy phát điện. Cậu không đi tính đi với tôi à? Ờ rồi, thanh niên này không tính đi với tôi, đưa tôi cái hộp quẹt tuyệt vời để con gái đưa đi mình. Đi với tôi á? Không đời nào, tôi không thể đi với cậu được. Tôi rất sợ cái bóng tối ở bên trong cái xưởng đấy. Ờ. Thôi nào, mà cái mùi gì vậy nhỉ? Rồi, thanh niên này đái mẹ ra quần rồi anh em ạ. Sợ bóng tối quá, đái mẹ ra quần rồi. Ôi, đái ra quần rồi anh ơi. Anh em này sợ không đi, nhắm đi tôi. Mặt cười. Damn it. Em ơn anh em nào đâu đấy nhá. Tyler đúng đây. Đấy, thế là tôi đi mình. Tôi tưởng cậu bị lạc rồi chứ. Tôi tìm cậu nãy giờ, có chuyện gì với cái đèn vậy? Nhưng mà Todd quên kiểm tra cái nhiên liệu bên trong cái máy phát điện. Anh ta luôn luôn như vậy. Anh ta đâu? Anh ta bên trong cái chỗ phòng ăn ấy. Ừ. Hẳn là anh ta sợ quá, đái mẹ nó quần rồi. Tôi hy vọng là vậy. Tớ sẽ có đi với cậu. Ơ mày à? Ơ cảm ơn nhá. Ôi giời, có thanh niên đi cùng đỡ, được không ạ? Mà chép bé bé với chép bé bé đâu nhỉ? Ôi giời ơi. Chính xả rồi bạn ạ. Ừ. Bạn cái gì? À, tôi nghĩ là họ vẫn đang ngồi trang trí để cho dịp ngày mai ấy mà. À tốt thôi. Ok, bây giờ là anh em mình kiểm tra bên trong cái chỗ phát điện ở nãy. Đúng không ạ? Một thanh niên này đang kiểm tra trong này. Hai đứa kia khỏe vậy giờ vẫn chưa thấy đâu. Anh An thì chỉ có để ý cái đấy thôi. Hả? Tyler, cậu nghe tao nói gì không? Này, có chuyện gì đây? Cái máy phát điện bị hư rồi. Ý cậu là sao? Có một người ở đó đã cắt cái dây điện rồi. Cậu chắc chứ? Hả? Tôi nghĩ là chuột cắn đấy. Không thể nào được. Vết cắt rất là sắc. Không thể nào do chuột được. Đợi chút, để tớ xem. Hả? Tyler, cậu ổn chứ? Tyler. Rồi, toàn Tyler. Chuyện gì vậy? Toàn Tyler. Ôi giời, Tyler toàn rồi. Trong này à? Tyler ơi, đừng bị gì đây ơi. Toàn. Ôi ơi, còn có vết bàn tay có máu ở ngoài đây nữa đây. Tyler ơi, không chết Tyler ơi. À, cúp điện rồi. Cảm ơn anh em bé táo nhá. Ôi Tyler ơi. Ủa đâu ấy? Cái gì đấy? Ủa, Tyler đâu? Đây là máu à? Tyler, tôi hy vọng rằng đây chỉ là một trò đùa thôi. Mà cậu đã chết rồi. Ôi, toàn. Mình phải quay về cắm trại thôi. Chỗ cắm trại thôi. Ôi, toàn rồi. Tyler bị đi đâu mất tiêu rồi. Nó bắt đi đâu rồi? Quay về báo cáo thôi anh em ơi. Cảm ơn anh em 44 nhá. Ôi, chạy. Gặp trường hợp này tôi chạy về luôn. Tại sao lại có một cái con Pinata khác vậy?
Tát! Oh no! Anh chàng tốt đái ra quần đã đi rồi. Ai đã làm được việc này với cậu ấy? Toàn rồi, mình phải tìm người khác thôi. Phải tìm tới bé tôi. Ôi trời ơi, tót đái ra quần nó không tha luôn ạ. Muốn nàn. À, bé mở cửa. Bé, tớ đang ra, đợi chút. Làm gì đây? Úi trời ơi. Đang dầu sôi lửa bỏng quên làm cái gì đi mày ơi. Mặc cái gì kia? Maya, có chuyện gì vậy? Tớ đang bận. Bận cái gì nữa, gọi cảnh sát đi. Có người đang giết Todd rồi. Và Tyler đang mất tích. Được rồi Maya, tớ không có thời gian cho việc giỡn giỡn đùa đâu. Đó không phải là giỡn. Cả hôm nay tớ nói à, Todd đã chết rồi. Có một người ở đó đã giết anh ta và treo xác anh ta lên trên kia kìa. Cảm ơn anh em An nhá. Đấy em bảo ngay mà. Thôi được rồi Maya, theo những gì cậu nói thì tớ sẽ quay lại sau. Sau khi vào trong. Đợi tớ chút. Ôi rồi. Chép, cậu ổn chứ? Chép, đợi tớ một chút. Ôi toàn rồi, thằng Chép bị gì bên trong rồi? Rồi, có cái nịt luôn. Mình cần một thứ gì đó để cắt xích. Cần thứ gì để cắt xích? Hả? What? Thứ gì? Sơn bà đà. Cái kéo á, kéo đâu? What the hell? Cái ở trên cổ tốt. À mày à. À về à đây. À đây. Ui giời ơi, nó cắt cổ tốt rồi. Hồi nãy tối quá không thấy ạ. Tôi xin lỗi tốt. Rồi. Ủa sao không giờ nó bét. Ôi giời ơi, đang trên lên đỉnh thì có ai đó đã giết Chép rồi anh em ạ. Khóc cái gì? Chúng ta cần phải cầm để gọi cảnh sát thôi. Chép chết rồi. À quên, Chép chết rồi. Tớ biết, tớ rất xin lỗi. Nhưng mà chúng ta cần phải nói cho ai đó biết. Được rồi, tớ xin lỗi vì những khả năng không tin tưởng cậu. Chúng ta gọi cảnh sát thôi. Ôi giời ơi, cảnh sát. Ui giời ơi, mặc đồ vô em ơi. À cái rồi xong. Cái điện thoại này nó không hoạt động rồi. Tớ nghĩ rằng là có một ai đó đã cắt cái đường dây điện thoại ở toàn. Còn cái điện thoại ở trong cabin thì sao? Tớ không nghĩ nó là một ý kiến hay đâu. Ừ. Tại vì hắn sẽ kiểu như là cắt tất cả những cái đường dây điện thoại để chúng ta không thể nào có thể gọi cho người bên ngoài nghe thấy được. Và bây giờ chúng ta làm gì đây mấy á? À có cái còn cái chiếc xe. Đúng rồi. Có chiếc xe ô tô nữa, chúng ta cần tìm chìa khóa. Tôi không biết là Tyler đã để nó ở đâu cả. Hình như là ở trong cabin của anh ta thì phải. Cậu chắc không? Tôi không chắc nữa. Được rồi, để tôi sẽ kiểm tra. Tớ sẽ đi cùng cậu. Chúng ta không ở đây một mình chứ. Rồi. Ôi ôi. Rồi toang rồi. Bét đi rồi. Bét đi rồi. Làm gì ui, làm gì bây giờ? Mày vô đây. Mày vô đây. Mày bỏ vô đây. Mày. Hi A. Chúc A buổi tối. Ra ngoài. Game gì vậy? A à, mặt cười. Cảm ơn anh chở em đi ăn nè nhá. Game sát nhân anh em ạ. Chúng ta cần phải tìm cái cầu thang để có thể đi vô đây. À đây.
khu thôi. Sẵn ra đâu rồi? Tyler bỏ chìa khóa ở đâu vậy? Không có. Cái gì đấy? No, 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 đừng mở cửa đấy bạn ơi. No. No baby, no no, không ở đây. Không có ở đây luôn. Không có ở đây luôn. Trong rương, không có gì trong đây cả. Có vẻ như hắn đi rồi. Chìa khóa nằm ở đâu đi nhỉ? Chìa khóa không nằm trong cabin. À, bây giờ chúng ta cần phải lấy cái cano đi qua bên hồ để xem có bên hồ có ai đó phải giúp chúng ta không. Ôi trời ơi, đám anh phôi là đám rồi. Toang toang thật rồi ông cháu à. Có toa rồi, bây giờ là anh em mình phải đi cano sang bên hồ bên kia để tìm người cứu giúp. Mẹ nó còn ngoài không vậy? Ông đi leo cửa sổ không? Anh em Nam nhé. Ôi dồi ôi, máu tót chảy như mưa. Chạy ra hồ thôi. Còn thằng Tyler. Còn thằng Tyler. Còn Tyler thì mất tích thôi, chưa chết. Ra bờ hồ phát. Cano đâu? Ôi dồi ôi, Tyler. Tyler, cậu vẫn còn sống à? Cậu ổn chứ? Có một người ở đó đã tấn công tớ khi mà tớ ở trong cái xưởng kia. Nhưng mà tớ đã thoát ra được. Hắn làm xước xước cả người tớ đây này. Mọi người đâu rồi hết rồi? Tất cả chết rồi, bên chép tốt đã đi hết rồi ạ. Đây quả là một cơn ác mộng. Mà cano đâu? Tớ không biết. Có ai đó đã lấy và đi qua bên hồ bên kia rồi. Nó không ở đây. Tao không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Chết tiệt. Chúng ta còn phải tìm cách và được khỏi đây thôi. Ôi no, cái cửa của cái chỗ trại này đã bị khóa rồi. Và cái chìa khóa xe đã bị mất tích. Điện thoại không gọi được. Cano thì mất tích. À quên, cano thì biến mất rồi. Làm thế nào chúng ta có được ở đây được? Ta có thể bơi qua kia không? Không. Cái hồ này rất là lớn, cho nên là chúng ta không thể nào bơi qua bên kia. Chúng ta sẽ chết ở đây mất. Nhưng còn cái đường nào để có thể thoát được khỏi đây không? Có chứ. Nhưng mà tôi không chắc là có thể thoát được khỏi được hay không. Nó nằm ở trong cái khu nguy hiểm ở đằng kia. Làm sao cậu có thể giúp chúng ta được? Tớ nghe không có nghe một câu chuyện về một cái đường hầm à? À, một cái đường hầm? Cậu nói cái gì vậy? Khi tớ còn nhỏ, bố của tớ đã kiểu như là đã nói kể cho tớ nghe về một đám trẻ hay cắm trại và đã biến mất. Và sau đấy là bọn trẻ đấy đã quay trở lại sau một vài ngày. Và một ngày họ bắt gặp được rằng là bọn trẻ chui ra từ cái đường hầm đấy. Và cái đường hầm đấy sẽ nối thẳng tới cái đường quốc lộ. Ôi trời ơi! Làm sao cậu biết được ở đó có đường hầm? Tớ không biết là vị trí nó nằm ở đâu, nhưng tớ biết chắc là nó nằm ở trong khu nguy hiểm ở đằng kia. Được rồi, chúng ta kiểm tra thôi. Rồi, đi thôi. Nói nhiều quá. Được rồi, cậu đi cần tớ gì á? Rồi, ok, để cho Tyler đi trước anh em ạ. Có gì Tyler oảng trước. Cảm ơn Ngờ Nguyễn nha. Đi trước cho Tyler ơi. Ui xôi ôi. Tuy là anh ta là bị xước rất nhiều anh em thấy không? Bị chém rất nhiều nhưng mà không sao cả. Cảm ơn Kim Chúa nhá. Tôi đi xa xa cái, có gì nó oảng trước tôi còn có kịp chạy được không ạ? Không mà tôi đứng gần quá là không chạy kịp. Sao đây? Tôi dừng lại rồi. What the hell man? Sao đây? Đi đi.
Cái gì đấy? Tiếng chân. Cái gì vậy nhỉ? Hello, có ai trong đó à? Im đi. Nếu nó đó là sát nhân thì sao? Hắn không thể nghe chúng ta mất. Hả? À, sát nhân nào? Chúng ta phải nhanh lên. Đi thôi. Đi đâu? À, tay lo đợi chút. Hả? What? Chết tiệt Tyler. Ôi dồi ôi Tyler, chạy nhanh nhanh về em ơi, bạn ơi. Hèn gì nãy sát nhân không đuổi kịp Tyler. Ôi dồi ôi, đi nhanh vậy bạn ơi. Không đợi mình à. Đi về bố đi anh em nhỉ. Không về được. Không thể bỏ mặc Tyler được. Bây giờ thằng Tyler chạy nhanh thế. Ôi tại Tyler chạy đi đâu rồi gì? Ôi toàn không thấy Tyler chạy đi đâu luôn. Và khu này là khu mới à? Cảm ơn anh em thăm khung Cúc luôn. Cảm ơn Hoàng Việt nhá. Cúc rồi, Cúc rồi, khu này là Cúc rồi. Tyler có trong này không Tyler ơi? Ôi ôi tối thế. Tyler, đừng chốt Việt Nam Tyler. Cảm ơn An nhá. Toang rồi, Tyler đi rồi. Holy shit man. Hả? Một két sắt đây. Nó khóa rồi, chúng ta cần phải tìm ra cách để có thể mở cho nó đó. Ok. Tìm ra cách à, khả năng là có chìa khóa. Hoặc là mật khẩu. Tyler ơi, trong đêm Tyler. Không nhớ nên Tyler nhá. Ủa có gì? Ôi, nó mở cửa đây, sao tôi đi? À đây. Tao đã phô lò ra rồi. Rồi, một lít nữa. Tyler đã đai. Ơ, còn chỗ nào nữa đâu nhỉ? Hẳn là cái giếng này đã bị bỏ hoang là cách đây rất nhiều năm. Ở bên này nữa, bên này nữa, bên này nữa. Còn mình ăn nhá, phô là đang rộp một lít nhá. Chạy không lo đi lo nốt đồ. Bây giờ chạy đâu anh em? Cái khu này bị khóa rồi. Nó mới kiểu khu bảo tồn đấy anh em. Ờ, một khi mà nó khóa bẽ cửa, bây giờ đi về đường nào? Tờ giấy này. Ngày 10 tháng 7 năm 1969. Hôm nay là một tròn một năm Jack chết. Và chúng tôi đã nhớ anh ta rất nhiều. Và tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân được rằng là hôm đấy đã tạo ra cái trò đùa đấy. Có lẽ tôi sẽ báo cảnh sát thay vì việc là đó chỉ là một tai nạn. Em thư Tyler đờ di chôn chôn Việt Nam đó à. Tyler đờ di giả đai. 10 tháng 9 năm 1969. Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ quay trở về cắm trại lần nào nữa. Và khi tôi càng ở lâu ở đây thì cái ký ức về trách kiểu như là tồi tệ đấy, kiểu như là một cơn ác mộng tồi tệ đấy sẽ quay trở lại. Và ngày mai chúng tôi sẽ chuyển cái khu cắm trại này ở gần bờ hồ và mọi người sẽ đồng ý. À đây là cái kể lại câu chuyện mà hồi nãy là anh em mình cắm trại mà anh em mình kể đấy. Là hôm đấy là có một anh thanh niên là tên là Direct đúng không? Là bị nhóm bạn là chôn. Sau đấy là bị té và sau là núp ở trong cái cabin, sau đấy là té vào trong cái búa. Dân đấy là thiệt mạng. Sau đấy là đám bạn là ghi trong cái nhật ký ở đây. Đúng không ạ? À, đây rồi, cứ dặm chữ xanh đây rồi. Chúng tôi có một khẩu súng, tôi có một khẩu súng nằm ở bên trong cái két sắt.
Ai da, tôi đã để cái tờ giấy mật mã nằm ở bên trong cái giếng. Ok. Đẹp shit. Xuống giếng lấy súng thôi anh em ạ. Đâu à? Giếng đâu? Có nên vào nhà này không? Tớ cứ đi vô đây đã, đi kiểm tra đồ chứ. Xem tái lớn nằm đâu. Không có gì. Ôi. Có mấy căn này chưa mở này. Vô hết. Không có gì đặc biệt. Ra ngoài. Còn một căn nữa. Bên trong có ánh điện, nhưng cửa không mở. Tyler, cậu ở trong đó à? Tyler ơi! Ôi xin đi trượt xuống cái nào nhỉ? Ở bên trong có đốt nến anh em ơi! Đứa nào bên trong không mở cửa, khóa rồi. Để tôi tới cái giếng đây anh em. Đây rồi, cái giếng hết rồi. À rồi, sao mình cần một thứ gì đấy để lôi cái ca ở dưới cái giếng lên. Múc nước giếng lên. Chúng ta cần một thứ gì đó giống cái móc. Nó nằm ở trong cái xưởng. Ồ, toàn bây giờ quay lại xưởng á. Rồi, chúng ta phải quay lại xưởng để lấy cái móc anh em ạ. Để móc cái chìa khóa, à quên cái mật khẩu lên. Mật khẩu của cái két sắt lên. What the fuck? Để tôi còn nhớ đường này quay về không trời? À đường này đúng rồi. Cảm ơn thằng khùng nhá, cảm ơn anh em Juni, cảm ơn Hoàng. Cảm ơn xì súng. Em Thái, cảm ơn em Minh. Xuống đây không nhỉ? À đây chỗ phát điện. Ôi xô. Vâng. Một pha đón đầu sẵn ở trước ở đấy. Nó văn tài nhá. Mày bây giờ nó bảo trong xưởng mà bây giờ là nó ở trong đấy là sao lấy? Thế bạn à? Khang Tích, cảm ơn Nguyên. Hay là phải dụ nó ra nhỉ? Hay là phải dụ nó chạy ra? Sau đấy anh em mình chạy, sau đấy là núp rồi sau đấy là anh em mình quay lại, anh em mình lấy. Cảm ơn Văn Tài nhá. Cảm ơn Tài nhá, cảm ơn Thúy Ngọc nhá. Yo. No. Để tôi tìm cái hướng tôi chạy các anh em ạ. Chúng ta chạy một vòng qua đây này. Quay ở đây. Ok không? Ok không? Mẹ mở cửa đây. Hết đùa rồi. Nó đi rồi. Nó đi qua kia rồi. Lẹ. Đây. Cái móc. Nó rồi.
không có. À nó kia. Ôi trời. Ôi trời. Toàn. Đó là hacker. Áo xanh trông giống Tyler mặt cười. Bùm bùm. Cắc cắc cắc. Chẳng lẽ nó là Tyler? Một miếu. Đâu là áo trắng mà anh em? Áo xanh đâu? Thế áo trắng mà. Anh em nhìn hộ tôi là thanh niên nãy là áo trắng là áo xanh nhỉ? Ờ áo xanh là Tyler, còn áo trắng là thanh khác chứ. Mà anh em miếu. Giếng làm đâu nhỉ này? Mưu không nào học khoa nhá. Mình tân chợ đây 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 rồi đây rồi. Đấy mật khẩu đây. Rồi. Ôi trong đây là mở két ra lấy súng. Súng đâu? Không có ông đây. Nhầm nhà. Đây. Không nhầm được. Đào vào. Ông nói nhiều rồi ông ạ. Có vẻ như đây là cái chiếc chìa khóa ở của cái cabin. Nó có nào? Súng đâu? Chìa khóa của cabin à? Súng đâu? Tôi nghe thấy bảo là có súng đây mà. Ôi giời ơi, thằng nào bịp tôi rồi. Cabin nào? À cabin khóa đằng kia. Cảm ơn Miu Linh, cảm ơn Miu Lý. Thôi rồi, đây 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 đây. Hồi nãy trong này có nến. Có ai đốt nến trong đây? Tôi mở ra nó lao lắm trời. À không. Không không. Không có. Đóng lại cái. What the hell is that? Sao trong này đốt nến vậy? Đứa nào đốt? Khả năng cao nhất là trong này chỉ có con Tyler thôi. Nãy nó chạy lên trước là nó dàn nó xếp trước rồi này. Cảm ơn thích ăn nhá. Ôi dồi ai đây? Tưởng niệm ai đây? Hôm nay đã tròn 20 năm kể từ khi bạn chết. Và tôi đã sống một cuộc sống vô cùng mạnh mẽ để có thể trả thù lại. Tôi có một cái mối thù vô cùng là mạnh mẽ ở trong trái tim tôi. Và hôm nay là tôi có thể kiểu như là trả lại tất cả cho chúng. Tôi sẽ kiểu như trả thù cho mẹ của tôi và tôi. Và tôi đã làm điều này bởi vì ký ức của tôi và mẹ của tôi. À mẹ tôi đã qua đời từ khi mà kiểu rồi sao? Thanh niên này là bố mất. Sau đấy là mẹ đi tự vẫn. Đúng không ạ? Khiến là thanh niên này mồ côi. Và sau đấy là thanh niên này nung nấu cái ý định trả thù. Và cái tờ giấy này là cái tờ giấy mà thanh niên này để lại. With love Tyler. Tuyệt vời. Ai làm gì bố mẹ bạn? Bố bạn mất liên quan đến tôi. Rồi. Ôi trời toàn. Nó lấy rồi. Tuyệt vời. Chào mày à. Bất ngờ chứ. Cậu có biết rằng là vì bố của cậu cho nên là bố tớ mới chết không? What? Vậy là cái đứa mà 20 năm trước mà ở trong cái bụi cắm trại đấy chôn dẫn đến mà thanh niên đi rách đi ở chết ở trong cabin do cái vấp vào cái rìu té vào cái rìu đất làm đôi là do bố của con Maya làm nên à? Tôi đã đợi này. Đợi cái ngày này đã kiểu rất là nhiều năm rồi. Và cuối cùng thì nó cũng đã tới. Bà bây giờ bà cô có thể trả thù cho cái việc mà ba tôi đã bị chia làm đôi. Cậu bị bệnh rồi. Đồ bệnh hoạn. Tớ bị bệnh ư? Nếu không ngại thì tớ sẽ gửi từng mảnh nhỏ thân xác cậu cho người thân của cậu ở trong cái hộp. Sau đấy tôi sẽ nhìn mặt của người thân cậu xem cảm giác thế nào.
Cậu điên rồi, cậu là kẻ tâm thần. Tôi là kẻ tâm thần ư? Tất cả là lỗi của ba cậu, bố cậu đã làm nên điều này. Và sau đấy mẹ tôi đã kiểu như là mất chồng, và sau đấy là bà ta đã tự tử. Và tôi là kẻ mồ côi, và tôi bị tâm thần ư? Cậu giết tất cả bạn bè, họ không làm gì có nên tội tình cả. Tất nhiên đó chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi thôi, nhưng tôi sẽ giết cậu. Ui, thoảng, ui, đưa, Vâng, I'm dead. Em mưu nha. What the fuck? Vậy là bố thanh Maya liên quan đến bố của Tyler. Ôi trời ơi, toàn rồi. Rồi, tao biết bạn ấy gì rồi. What the hell man? Ê! Ai! Trời má, nó chém. Ôi toang rồi, từng mảnh rồi. Có vũ trụ nào mà tôi không chết không? Hai vũ trụ chết rồi đấy. Hai vũ trụ để trong bịch, trong thùng xốp rồi đấy. Ồ, mày đuổi tao. Khó thế nhờ. Khó quá. Quá khó. Mày ơi. Ôi chỗ này toàn tôi rồi. Nghiêm túc mẹ, nghiêm túc mày. Tao chạy. Tao chạy này. Làm với tao. Chạy. Chạy. Ba phát chưa chết à? Phải con người đâu mày? Ui dồi, bốn phát không chết. What the hell? Oh shit man. Nhiều chừng đó là hưu bằng bro. Nhiều là monster bro. Damn. A còng A bờ phí cây súng. Cảm ơn đeo nha. Ôi toang rồi. Ôi dồi ôi, 4-5 phát mới đi ạ. Ôi 5 phát mới đi. Ôi dồi ôi. Giờ làm sao hả? Giờ làm sao? Cái gì đây? Căn hầm à? Ấy! Đây, cái đường hầm mà anh em mình đi ra cung quốc lộ này mà Tyler nói đây. Ôi giời ơi, bạn lại tốt quá. Ôi giời ơi. What the hell is that? Thằng Tyler đi rồi, khả năng anh em mình sẽ thành thơ gì dưới này. Gì cho nổi? Nhà căng gì? Nên là còn sống không vậy? À đây, mũi tê đây. Đây rồi. Ai, bên này. Súng không bằng một lần chặt người mặt cười. Đây rồi. À, cậu nghĩ là cậu sẽ chạy đi đâu hả, Maya? Cậu sẽ không ra rời khỏi đây được nếu như cậu không thể nào lấy chìa khóa từ tôi đâu. What the fuck man? Làm sao tôi lấy chìa khóa được của thằng kia được? Nó là nhân mặt tôi hả?
Sao lấy chìa khóa đồ thằng kia được? Nó bảo cho túi quần nó, bây giờ tôi lấy kiểu gì? Bắn tiếp à? Có súng đâu bắn anh em, tôi còn không thấy súng nữa. Nếu mà anh em mình nhấp vào cái cửa là anh em mình sẽ bị bắn. À, nó... à bắn à? À hồi nãy không bắn đúng không? À rồi rồi rồi, để tôi đi lặn mũi tên cái. Bắn phải bắn. Bắn chết thì nó để lấy từ túi nó. Đấy rồi. Ôi giời ơi, mày quay lại. Mày quay lại đây. Mày ơi. What the fuck man? Where are you going bro? Rồi, thấy là sợ rồi đấy, bắt đầu tôi sợ rồi đấy. Má đường nào vậy bố? Đâu vậy? Được rồi. Chạy đâu? Chạy đâu? Đi đâu? Chạy đâu? Nhà mời, cảm ơn anh nhé. Đừng có donate mà chạy bro. Đừng có donate, tôi không nghe được tiếng chân, đây anh em hiểu không? Trời ơi, tôi tắt nhạc nhỏ nhỏ cái để tôi nghe tiếng chân các anh em. Hà Nội. Khô là đang rồi nhá. Khô máu đi à. Tôi đang khô máu đây anh em, đừng donate lúc này hiểu không? Khô là đang rồi nhá. Để tôi còn nghe tiếng chân. Anh tôi đứng mẹ chỗ nhỉ? Đứng mẹ chỗ đi xem nó. Nó cứ bảo là tôi bắn. Đúng không? Hợp lý mẹ luôn nè. Rồi nó tới không vậy? Hình như nó không tới rồi sao á? Hình như phải đi mới tới. Nó khôn anh em ơi, anh em phải đi nó mới tới. Nanogram cùng chung một ý tưởng. Con đeo nhé, đừng donate. Là không không nghe được chân. Fuck man. Tôi không kịp quay thằng đấy để bắn nó.
Cái buồn que gì. Mẹ sợ. Sợ quá. Nghe đeo sợ quá. Vai cả Linh. Hay A thử quay lại của R nhấp vào xem. Tắt mẹ nhạc đi. Tắt nhạc đi. Tắt nhạc đi, tôi mới nghe thấy chân được. Điều yêu. Khó quá. Khó quá. Vãi cả đái. Chịu đi. Tôi đang nghe nó đằng sau rồi. Nó quay đằng sau đéo chứ gì. Nó quay đằng trước thì quay đằng sau lại thấy. Chịu. Bầy hát A đừng gì theo nó và quay lại nhấn vào của xem. Không nhấn cửa được anh em ạ, không nhấn cửa được. Không nhấn cửa được. Không bắn liên tục đấy anh em ơi. Nó phải cắt một cái đoạn để nó mới bắn được. Phải để dành bắn một phát luôn này không. Đi ngược lại hớp mũi tên. Hồi nãy là anh em phải đi siêu. Đi xuôi cái ngực. Xuôi nó mũi tên. Đi liền đi ngược. Dén thì nói đi nha. Ha ha ha. Đeo. Bây giờ anh em phải đi ngược hớp mũi tên mới gặp nó. Mày vô đây. Mày vô đây. Mày vô đây luôn. Ôi ơi ơi. Mày vô đi luôn. Đây luôn. Đồ đây. Thư mày. Rồi. Cút. Damn man. Cho audio lại đi. Tao dí mồm music. Rồi. Damn man. Win. Win.
tôi đang đi đường nào này, đâu có quốc lộ, đâu có... Không chạy được. Có vẻ như có xe tới. Ai xa, có đấy bé bùi á. Ê ông có nhớ tôi donate lần TAC mà đặt thơ cô đặt thử đi. Ông mà win game này cho 100k nhé hứa nha. Bé bùi nhá, đã đặt thơ là cái gì các em? Có xe tới, có xe tới, có xe tới. Ôi, dừng anh ơi, dừng. Cho em đi ké anh ơi. Em đi ké cái. Ôi, ơn trời. Có cần giúp. Có chuyện gì với cô? Có một người ở đó đang giết bạn của chúng tôi. Hả? Cô nói cái gì vậy? Làm ơn đấy, hãy đưa tôi đến đồn cảnh sát. Oh my god, lên xe đi, nhanh lên. Ôi trời ơi. À, chúng ta chỉ cần đi thẳng sau đấy là quẹo phải. Đi vài, đi 5km thì sẽ tới đồn cảnh sát thôi, cô đừng lo. Ok. Sao anh này mặt đen thui thì lùi vậy? Có chắc là Tyler không đó? Hay giống Tyler không nhỉ? Chắc không phải đâu. Tyler đó ở sau lưng mình mà. Nó ngọn rồi mấy anh em. Bắn cái chuông vàng nhá. Bị bắt cóc mặt cười. Ở đây, quay phải nhá, quay phải, cứ thành phố cho mày rồi. Quay phải nhá anh ơi. Ok, cảm ơn anh nhiều. Hả? Mở cửa anh ơi! Anh vừa đi qua cái chỗ kia rồi. What? Này, anh nghe tôi gì không? Ôi giời ơi, thì ra là kẻ bắt cóc phụ nữ. Ôi giời, my god. Vâng, kẻ bắt cóc ba người phụ nữ ở thành phố. Oh my god, toàn rồi. Ngư ông đắc lợi là đây. Ôi giời ơi. Thanh niên Taylor chỉ muốn trả thù tôi thôi. Còn ông này là sát nhân ở trong thành phố, bắt ba người phụ nữ, anh hiểu không? Toàn tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng. Toàn rồi, hết game rồi. Anh em bé bu nhá, ok anh em, game bên đây là hết. Thế ông hát một bài được không với chúc em thi tốt đi ạ? Thanh yêu mặt nháy mắt. Ok, chép chúc bé bu là thi tốt nhá, 10 điểm nhá. Gắng học sinh giỏi cho bố mẹ vui lòng, đúng không em? Còn hát thì chubi chubi chaba chaba chubi chubi chaba chaba chubi 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 chubi. Ok nha. Ok anh em nhé. Ok bye nha. Hẹn anh em vào ngày mai cho những con game kinh dị khác. Còn tôi đóng vai vào Maya đã bị bắt cóc bởi một ông già dê. Anh em nhé. Ok anh em, tạm biệt với anh em vào ngày mai. Chúng ta sẽ chơi một con game kinh dị khác. Anh em nào muốn xem lại có thể lên YouVanTube để xem lại. Nhớ nhá. Bye bye anh em. Good night. Chúc anh em ngủ ngon mơ đẹp. Bye bye nhá. Cảm ơn anh em buồn ngủ. Game hay, game nhà làm game này làm hay đấy. 10 điểm. Bye bye anh em nhá. Ok, bye bye. Này em vào muộn rồi. Ok, Mr. Spy nha. Bye bye anh em.